Hello, xin chào anh em, mình là Trung Cô. Thì bài giảng lần trước mình có hướng dẫn các bạn về hướng dẫn cài đặt, tải phần mềm rồi và thêm VST. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với cả các bạn cách thu âm căn bản và tạo project để mà thu âm, lưu project. À, chúng mình bắt đầu nhé. Bật phần mềm lên. Rồi, chúng ta chọn multi-track. Ở đây thì các bạn muốn thu âm bài gì thì các bạn viết vào nhé. Mình ví dụ là anh nên yêu cô ấy. Đấy, cái phần này là phần để mà lưu lưu folder đó ở đâu nhé. Thì mình chọn desktop này. Đấy, thì như bài lần trước mình có viết ở đây là 48.000 Hz 16 bit và khi mà thu thì nên để mono. Thì các bạn nào mà chưa hiểu cái vấn đề này thì có thể quay lại bài 1 xem nhé. Ok. À, bật lên. Rồi. Thì ở cái track 1 này là mình cho beat vào. Beat beat. Beat đây. Rồi. Ok, mượt mà. Ok, rồi. Thì như bài lần trước mình có nói là bắt đầu từ cái track 2 này là dành cho thu âm. Thì các bạn bấm vào đây này. Cái đường này, đường ra, đường vào, input, output đấy. Thì đây, input mình chọn cái mic nhé. Mic của mình các bạn đang dùng sound card là mixer gì. Thì các bạn chọn vào cái mic thu âm đấy nhé. Này, mình lấy ví dụ tạm thời hai track thôi, mình làm thử thôi. Rồi, mình thu thử một mẫu nhé. Bấm vào chữ cái chord này màu đỏ này. Xong ở đây này. Alo, alo. Anh ta đối với em thế nào, anh đâu biết. Mà cuộc sống của em thay đổi từ khi anh ta xuất hiện. Ok. Nghe lại nhá. Anh ta đối với em thế nào, anh đâu biết. Mà cuộc sống của em thay đổi từ khi anh ta xuất hiện. Rồi, các bạn có thể thấy là vocal hình như là có vẻ hơi bé so với beat. Thì các bạn đây xem các bạn đây này. Đây là tiếng chỉnh to chỉnh nhỏ này. Thì nếu thấy cái vocal này có vẻ hơi bé so với beat thì các bạn nâng cái này lên. Nâng cái này lên hoặc là ngược lại giảm nó xuống. Vocal mà to quá thì các bạn giảm nó xuống hoặc là vocal hoặc beat chứ. Beat mà to to quá thì các bạn có thể giảm nó xuống. Đó, nhỏ quá thì có thể tăng nó lên. Đó, đại khái là như vậy. Rồi, nhưng mà chuẩn nhất để mà đánh giá ấy, thì là các bạn bấm vào đây, bấm vào mixer này. Đấy, các bạn nghe. Nghe xem hai cái cột sóng âm của nó. Anh ta đối với em thế nào, anh đâu biết. Đấy, hai cái này sóng âm nó gần bằng nhau rồi này. Mà cuộc sống Thì có của thể em gọi là thay ok. đổi từ khi anh ta Đấy, xuất nâng lên một tí này. hiện. Rồi. Ok. Thì cái bạn nào mà hát hay ấy, các bạn có thể hát một lèo luôn. Các bạn có thể hát hát một lèo đến đến giữa bài. Nhưng mà theo như mình, kinh nghiệm của mình ấy, thì là khi mà mình thu âm thì mình không có nên hát một lèo. Tại vì mình hát một phát như thế thì nó không khác gì karaoke cả. Thì khi mà mình đã chơi cái môn này thu âm mix nhạc thì mình nên kiên trì mình hát từng đoạn một thì như thế mình có thể hát hay hơn. Những cái chỗ nào mà mình hát không được chuẩn thì mình cứ thu đi thu lại cho đến khi nào mình vừa ý thì thôi. Đó, như mình là mình phải thu rất là nhiều bởi vì mình hát như shit. Đó, đại khái vậy. Thì đây là phần 1 đây này. Đây.
các bạn thấy này, những cái đoạn alo alo mà thừa này, alo alo đó, thì mình có thể mình kéo nó vào đây, cắt nó đi, xong, ok chưa? Và bây giờ mình thu tiếp nhé, mình thu tiếp xem là như thế nào nào. Thì mình có một cái lưu ý với cả các bạn là nếu mà các bạn mà thu tiếp ấy, thì các bạn cứ để cái phần này nó chạy một chút và mình hát kèm theo, để cho mình khi mà mình vào cái câu sau ấy, mình sẽ không bị hụt hơi. Đấy, mình không bị hụt tiếng và nghe nó rất là đều. Ví dụ nhá. Của em thay đổi từ khi anh ta xuất hiện. Anh ta biết rằng bên em đã có anh chưa? Anh ta biết rằng người yêu em là anh chưa? Rồi, thì bây giờ mình bật cái này lên. Rồi, các bạn thấy này, hai cái chỗ này, cái đoạn này là giống như cái đoạn trên. Đó, thì nếu mà mình nghe ấy, mình mà bật cả hai cái này lên này. Không được đúng không? Thì mình lấy cái này, mình cắt nó đi. Đấy. Các bạn chú ý nhé, mấy cái chỗ này này, nó là cái phần hơi thở của mình. Đấy. Thì các bạn đừng có nên cắt sâu ở đây. Nghe nó mất cái tiếng hơi thở đi, thì nghe nó rất là thô. Đấy. Thì đầu tiên mình cứ để như này đi. Thì về sau khi mà mình hát xong, mình thu xong, mình còn chỉnh sửa rất là nhiều. Mình chỉnh sửa toét toè lên nữa cơ. Đảm bảo 100% là hay, không khác gì ca sĩ. Ok. Rồi. Rồi. Bây giờ mình nghe thử xem nó chuyển đoạn nào nhá. Rồi, đó, các bạn thấy đấy. Thì mình thu đi thu lại nhiều lần như thế này. Đấy. Thì các bạn muốn thu tiếp câu sau, các bạn có thể lên đây. Mình thu ở cái track nào thì mình bấm thu ở cái track đó. Đó. Xong mình cứ thu tiếp tục dài 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 như thế. Alo, alo Kosovo. Alo. Đồng bào chú ý. Đó. Các bạn thấy chưa? Mình cứ thu đi thu lại thu như này, đó. Đó, thu như này. Đấy. Đó. Nếu mà ở đây mà nó nhiều track nó đè lên nhau quá thì các bạn lại xuống đây như này, cứ như thế cho đến khi mà các bạn thu hết được một bài, thu xong hết một bài. Alo, alo, alo. Alo, đó. Thì xong xuôi hết rồi, mình tắt cái này đi. Đó. Mình các bạn nào mà muốn nghe, các bạn nào mà muốn nghe mình hát mà chưa qua chỉnh sửa gì thì các bạn có thể lưu, các bạn có thể export toàn bộ cái phần này ra. Đấy. Toàn bộ đây các bạn bôi chuột đen này. Ở cái phần cuối này ấy, thì là nó không có nhạc, nó mất khoảng từ mấy chục giây đấy. Đây các bạn nhìn này, 35 cho đến gần 50, khoảng 10 giây không có nhạc thì là để nó cũng rất là phí. Đây, mình bôi từ đây vào, đây như này, đó, từ đầu cho đến cuối luôn, mình export nó ra. Đấy. Ở tiếng Anh nó sẽ là time selection gì đó. Đó, time selection. Đó. Ở đây các bạn chú ý cho mình nhé. Nếu mà các bạn mà muốn export có cả vocal và có cả beat thì các bạn nên chọn là stereo nhé. Stereo. Đây. Tại vì là cái dự án này khi mà mình mở ra mình chọn mặc định nó là mono thì nó là mono như thế này. Đó. Thì khi mà mình mix down mà có vocal cả beat thì là mình chọn stereo như thế này nhá.
thì âm thanh nó sẽ ra đều sang hai bên. Đó, đây, stereo rồi đây. Thì cái phần này là phần các bạn muốn để ở đâu. Thì như mình đã nói rồi, các bạn mới chơi thì cứ để ngoài desktop cho dễ. Đấy, đặt tên là gì, các bạn muốn đặt tên là gì cũng được. Đấy, ABC, lợn C, bánh đúc. Đó, đại khái thế. Đấy, còn cái phần này ấy, là ngày xưa thì là hay chơi MP3, mà bây giờ thì cũng ca sĩ cũng vậy. Đấy, nhưng mà theo mình ấy, theo mình là mình mới tập chơi, muốn âm thanh chất lượng tốt nhất có thể thì mình nên chọn là Wave. Dung lượng nó rất là nặng nhưng mà nó sẽ cho ra một cái chất lượng hoàn hảo nhất. Đấy, sau này khi mà các bạn giỏi rồi, các bạn mix hay rồi thì lúc đấy mình có thể mình xuất ra MP3, nhưng mà bây giờ thì mình cứ xuất ra Wave đi. Đó. Thử nhá. Ok. Đây. Các bạn vừa xong đây. Đấy. 61,9 MB. Đó. Đó, vậy là bản thu của các bạn là đã được xếp ra giống như là một bản nhạc rồi đấy. Là mình có thể mình cho vào điện thoại của mình nghe, mình tự sướng. Đó, đơn giản vậy thôi. Còn bây giờ mình sẽ chỉ các bạn là mix down cái vocal mộc này ra. Để bài sau mình sẽ dạy các bạn cách để mà mix vocal. Đó. Mix vocal thì là nó hơi khác với cả mình mix tổng thể này. Thì muốn muốn xếp được cái vocal những cái chỗ mình thu âm thì mình bấm tắt cái beat này đi. Mình mute cái beat này đi. Đó, các bạn thấy đấy. Thì các bạn hát đến đâu? Ví dụ các bạn hát được cả bài nhá. Các bạn hát được cả bài thì các bạn chọn từ đây này. Các bạn ấy vào đây. Đó. Còn bạn nào mà mới hát được một nửa thì đây, từ đây vào. Đó. Nhưng mà thường thường thì là khi mà các bạn mà xong hết rồi, các bạn hát xong hết rồi thì lúc đấy mình mới lưu cái vocal mộc này thành một bản track xịn. Đó, ví dụ như là các bạn hát hết bài thì nó sẽ là như thế này. Đó. Rồi. Mình lưu cái bản vocal mộc thì ở đây các bạn chú ý này, vocal mộc nhá. Thì là mình sẽ để mono. Mono mình đã để mặc định rồi. Thì cái này mình để yên đấy. Ở trên này cũng vậy. Định dạng là Wave. Đấy, thì các bạn muốn cho nó vào đâu. Vừa xong mình đã lưu cái kia tên là ABC lượn xoay vành đúc rồi. Đó. Thì cái này mình viết vào đây là điều của ấy. Mình đặt cho nó cái tên cho mình dễ nhớ. Vocal. Ok. Đó. Thì bây giờ các bạn nhìn nhá. Mình cho file vào này. Desktop này. Đây. Đây, cái mình vừa xuất ra đây, vocal đây. Cho nó vào. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Ba cái mình thu lẻ kia ra bây giờ nó đã hợp vào thành một track rồi. Và sau này mình chỉ việc mix cái track này thôi. Mình mix cái track này thôi. Thì mix như nào thì là bài sau mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn nhé. Còn trong bài viết này mình chỉ nói đến thu âm cơ bản với cả Leo Project. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết là Leo Project. Đây, bởi ví dụ các bạn hát được đến nửa bài, hát được đến đây đi, mà các bạn có công việc bận hay là mệt quá, không muốn hát nữa, thì các bạn lưu cái project này lại bằng cách như sau. Các bạn vào đây, các bạn bấm vào đây, ở tiếng Anh nó sẽ là Save As đấy. Bấm vào đây. Đây thì các bạn thấy này, ở cái phần đầu tiên mình đã tạo một cái folder. Mình đã tạo một cái folder ngoài desktop là anh nên yêu cô ấy. Ok chưa? Thì nó hỏi mình là bây giờ cái project này bạn muốn lưu vào ở đâu? Thì mình bấm vào đây. Mình chọn desktop và mình chọn cái folder đầu tiên lúc mình chọn ấy.
anh nên yêu cô ấy đó, và mình xếp nó vào cái Ok. ở đây nó có hỏi, nó hỏi mình là bạn có muốn lưu tất cả các dữ liệu vào không đó, mình bấm Ok. rồi xong xuôi nhá. Ok đấy, khi các bạn đi chơi về xong rồi, các bạn khỏe rồi, các bạn muốn tiếp tục làm thì đây nó ở đây đấy, folder đấy đây đây, các bạn mở lên đó, nó sẽ ra y nguyên cái project mà các bạn đang làm dở này, và các bạn có thể làm tiếp tục, các bạn thu tiếp tục, thu hết đó, xong xuôi một cái thì là các bạn có thể export ra theo như cách mà mình vừa hướng dẫn. Thì cái này của mình cũng đang dùng Adobe CS6 cho nên là mình để mặc định CS6 cho nên là nó nhảy sang như thế này. Còn của các bạn yên tâm thì vẫn là 2019 nhá. Bản 2019 CC không có gì thay đổi cả. Và cách dùng của hai cái này nó cũng giống y như nhau mà, nó có khác gì nhau đâu. Cùng một bố đẻ ra mà. Khác mỗi ông nội thôi, không có gì cả, đó. Rồi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà làm ra một cái project thu âm. Làm ra một cái project thu âm để mà khi mà mình muốn thu bài hát mới, mình chỉ cần mở cái project đấy lên thôi là nó tất cả là đã sẵn sàng, thì mình không phải cài đặt thêm bất cứ một cái gì nữa cả. Đấy, thì bây giờ mình mở tạm cái này ra đi. Mình mở tạm cái project này ra. Mình xóa hết đi. Xóa hết. Rồi. Thì các bạn cài đặt cho mình nhá. Cái phần này các bạn ghi là beat này. Từ track 2 này. Đấy, mình đã chọn đầu vào rồi, đầu vào đầu ra rồi. Đây. Xong xuôi hết rồi. Đó. Chọn hết. Đấy. Rồi, ok. Rồi các bạn lưu ý này, đây mình sẽ lưu nó ra thành một cái dự án, đây session as template như này. Bạn muốn để cái đấy ở đâu, bạn muốn để cái đấy ở đâu, mẹ như mình nói thì các bạn cứ để ngoài desktop đi cho nó dễ tìm, và sau đấy các bạn muốn chuyển nó về đâu cũng được. Đây, mình cứ để mặc định đây là desktop, và các bạn viết ở đây là dự án thu âm đó. Ok, sao? Bây giờ xem nhé. Cái này nó hỏi mình là các bạn có muốn cái này không cần thiết đâu. Đây, các bạn thấy không? Đây, mình đã tạo xong một cái dự án thu âm rồi. Đấy, khi mà các bạn mà muốn hát một bài mới, các bạn chỉ việc bấm vào đây. Đó, cho beat vào. Rồi, và tiến hành thu âm. Mỗi vậy thôi. Ok chưa ạ? Alo. Alo, Kosovo, hello. Alo. Uầy. Rồi, và các bạn lưu ý cho mình một cái điều như này nhé. Như mình vừa nói là khi mà các bạn mà hát được đến nửa bài mà các bạn mệt hay là có công việc đi đâu, mà các bạn muốn lưu lại cái dự án này. Cái dự án này là bài hát Yêu Một Người Tổn Thương nhé. Này, các bạn xem này. Mình save add nó vào. Đấy. Thì ở cái chỗ này nó sẽ hiện lên là dự án thu âm. Tại vì làm sao? Tại vì mình vừa mở cái dự án thu âm đấy lên để mà mình thu, thì là các bạn không được để cái tên như thế này. Rồi các bạn bấm OK nhé, nó sẽ bị chèn đè lên cái dự án thu âm và mình sẽ mất cái dự án đấy đi. Thì mình sẽ viết ở đây là yêu một người tổn thương đó. Bây giờ mình mới bấm OK này, và đây, các bạn thấy chưa? Yêu một người tổn thương.
Đó. Rồi. Và cái dự án thu âm của mình nó vẫn giữ nguyên ở đây, nó không xê dịch đi đâu cả. Đấy. Chứ còn mà các bạn mà để nguyên cái tên dự án thu âm như mình vừa chỉ là nó sẽ mất cái này. Đấy, ok nhá. Thì các bạn cứ làm đi thì các bạn sẽ hiểu. Mình nói hơi nhiều. Ok. Vậy thì bài ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn cách thu âm cơ bản và tạo dự án, lưu dự án. Đấy, thì nếu các bạn thấy bài chia sẻ này của mình hay và bổ ích thì các bạn cho mình một like, một chia sẻ, một sub thì lại càng đẹp trai nữa. Đó. Thì mình cảm ơn các bạn nhé. Hẹn đến bài lần sau. Chào các bạn.